Việt Tân quen thói vơ đũa cả nắm, hòng xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng. Lợi dụng một loạt cán bộ cấp cao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị xác định trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến điện gió, điện mặt trời, cung ứng xăng dầu, Việt Tân và những kẻ chống phá Việt Nam ra sức công kích hạ uy tín Đảng, nhà nước ta, chẳng hạn như Việt Tân xuyên tạc rằng một trong số các thái tử Đảng ở Việt Nam đối diện án kỷ luật do các sai phạm trước đây cho thấy sự thất bại trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cách bới móc cắn càn của Việt Tân cũng không ngoài mục đích phủ nhận thành tựu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Kế thừa huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Hàng loạt chủ trương, chính sách về công tác cán bộ trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước với tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiêu biểu như quy định số 205 QĐ-TVK về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, quy định số 114 QĐ-TVK về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định số 214 QĐ-TVK về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, quy định số 37 QĐ-TVK về những điều đảng viên không được làm. Với tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, Việt Tân và các thành phần chống phá vờ đũa cả nắm, lợi dụng một số cá nhân vi phạm để quy kết tình trạng chung của cả hệ thống, cả công tác cán bộ của Đảng. Ngay cả ở các nước tư bản, tình trạng tham nhũng, lãnh đạo, các cấp vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng. Một số ví dụ điển hình như Tổng thống Philippines Joseph Estrada 1998-2001 phạm tội tham nhũng phải ngồi tù chung thân, Thủ tướng Ukraine 1996-1997 Pavlo Lazarenko đã biển thủ 200 triệu USD từ ngân sách nhà nước, tương đương nửa triệu USD trên ngày trong thời gian làm Tổng thống, và bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị Quốc hội Hàn Quốc phế truất vào tháng 12 năm 2016 do bị buộc tội tham nhũng dính líu đến vụ bê bối chính trị dùng quan hệ cá nhân để tăng ảnh hưởng và trục lợi tài chính. Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez buộc phải rời khỏi vị trí người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ từ 22 tháng 9 năm 2023 sau khi bị tòa án khu vực phía Nam New York truy tố về loạt tội danh tham nhũng hối lộ. Phải khẳng định rằng, thời gian qua, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng tiêu cực. Với phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Những cán bộ vi phạm pháp luật đều được điều tra kỹ càng, xử lý nghiêm minh theo luật định. Đảng ta đã làm rất tốt, đi vào chiều sâu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. Âm mưu xuyên tạc công tác cán bộ của các thế lực thù địch không có gì mới. Mỗi lần có các vụ án được đưa ra xét xử đúng theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì chúng lại cắt cúp theo chủ ý cá nhân để gây sự hoài nghi của công chúng. Việt Tân chẳng phải vì quan tâm tới quyền lợi của người dân mà chỉ tìm cách châm chọc, bôi xấu, xuyên tạc, trong đó có công tác cán bộ và nhân sự chủ chốt, hòng làm mất uy tín cá nhân của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mất niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền.